ngày hôm nay không chỉ với tư cách là giám khảo khách mời đâu, mà Mạnh muốn xem phần thi của tất cả các bạn thí sinh với tư cách là một khán giả rất là yêu mến chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới nữa. Thực lòng là tôi không biết ai mà có thể vào cái danh sách bị loại, thì ai cũng hay á, càng vào trong họ càng hay. Thành ra là hôm nay bất cứ ai mà bị loại cũng đều sẽ là bất ngờ lớn đối với giám khảo Mỹ Linh. Anh cũng có cái cảm giác giống như chị Mỹ Linh vậy đó. Khi mình nhìn là cái danh sách các bạn tham gia cái vòng bán kết đêm nay, mình cứ nghĩ bụng, ủa với năm cái con người này thì bây giờ sẽ phải loại ai đây, khi mà họ đang cố gắng từng ngày đóng góp cho chương trình những tiết mục rất là hay. Vậy là chúng ta đã có được người nhất tuần trong đêm thi ngày hôm nay. Xin mời Cara Phương. Xin chúc mừng Cara Phương. Nó rất là giống với cái giọng của Tóc Tiên luôn. Còn về vũ đạo thì anh nghĩ rằng nó nằm trong khả năng của em. Về diễn xuất, về thần thái, em giả đàn ông, em giả Sơn Tùng còn giống mà nói chim giả Tóc Tiên, đúng không? Đó. Cho nên ngày hôm nay thật sự là anh cảm giác rất là đã khi mà xem Cara trong cái tiết mục này 3 bài liên tục với nhau mà gần như không thấy em mệt. Đây là một tiết mục tuyệt vời. Cảm ơn cô rất nhiều. Điều thứ hai đó là tôi muốn được gặp lại bạn ở trong đêm chung kết. Bạn rất là xứng đáng. Cảm ơn cô. Mình không có tìm được cái từ nào để thể hiện cái sự hấp dẫn trong cái tiết mục vừa rồi của em. Mình muốn là trên bàn nó có bao nhiêu cái bảng là mình muốn gom lên, mình dơ lên hết đó. Thật sự luôn. Cho bao nhiêu cuộc đời, nơi đây bên tôi cùng hát vang lên I love, love, love. Cho mình mang thêm bao nhiêu con cao, quên đi hôm nay. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi. Thiên đường xưa khép lại, từ muôn năm rồi. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình. Dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời, vẫn nhớ thương nhau, thương nhau, thương nhau, thương nhau. Tài ghê chứ? I gotta be a bad boy, I gotta be a bad boy.